mình mây trắng, lặng lặng nghe vắng vẳng đờn ca, ánh vàng đáng cỏ gần xa, thi âm vọng nguyện nguyện hòa trí âm. Lần đầu các vị khách quý, quý đại biểu và quý khán giả đang theo dõi chương trình kỷ niệm 10 năm ngày UNESCO chính thức ghi danh nghệ thuật đờn ca tài tử vùng Nam Bộ của Việt Nam vào danh sách di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại năm tháng 12 năm 2013, năm tháng 12 năm 2023. Chương trình do ban tổ chức kỷ niệm các ngày lễ lớn Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức tại khu A công viên 23 tháng 9 quận 1 Thành phố Hồ Chí Minh và được truyền hình trực tiếp, truyền thanh trực tiếp trên sóng của Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh, Đài Tiếng nói Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh và được truyền tiếp phát sóng trên các đài phát thanh truyền hình khu vực Nam Bộ và Nam Trung Bộ. Các đồng chí, quý vị và các bạn vừa được thưởng thức tiết mục Vọng Nguyện Tri Ân do Phạm Thái Bình và Quỳnh Xuân viết lời mới theo giai điệu của điệu Duyên Kỳ Ngộ và Ngựa Ô Bắc, nhạc sĩ Thanh Liêm hòa âm phối khí cùng với sự tham gia biểu diễn của các nghệ nhân nhân dân, nghệ nhân ưu tú, tài tử đờn, tài tử ca đến từ các đội nhóm câu lạc bộ đờn ca tài tử Thành phố Hồ Chí Minh cùng nhóm múa Mai Trắng. Vọng Nguyện Tri Ân thể hiện tấm lòng của thế hệ hôm nay tri ân các bậc tiền nhân đã có công xây dựng, khai sáng và nuôi dưỡng nghệ thuật đờn ca tài tử phát triển trường tồn cho đến hôm nay. Xin được trân trọng cảm ơn các nghệ nhân nhân dân, nghệ nhân ưu tú, tài tử đờn, tài tử ca và tất cả diễn viên.